Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, vào lúc 7 giờ sáng nay, lễ truy điệu và tiễn đưa, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ truy điệu, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong lời điếu tại lễ truy điệu, Đại tướng Phan Văn Giang đã ôn lại cuộc đời nhiều chiến công và những cống hiến, đóng góp xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung. Với 70 năm tuổi đời, hơn 52 năm tuổi đảng, chọn cả cuộc đời của đồng chí gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đảng, của đất nước, sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với gia quyến, cũng như với đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Để lại niềm tiếc thương đối với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và gia đình, người thân. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung sinh năm 1953, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ tháng 9 năm 1969, được kết nạp đảng vào tháng 10 năm 1970. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên các vị trí công tác, từ binh nhì đến thượng tướng, từ cán bộ cấp cơ sở đến chính ủy quân khu 7, rồi phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Thành Cung cũng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ. Trong đời sống hàng ngày, đồng chí luôn thể hiện tinh thần khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi với mọi người. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với tư duy nhạy bén, tầm nhìn xa và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Nguyễn Thành Cung đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước những chủ trương sát đúng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội và dân quân tự vệ vững mạnh, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong đó, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng như công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ trong quân đội. Đồng chí luôn quan tâm chăm lo chế độ chính sách và đời sống cho bộ đội, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như huân chương độc lập hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhì, hai huân chương chiến công giải phóng hạng nhì, huân chương chiến công giải phóng hạng ba, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi đến gia quyến đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung lời chia buồn sâu sắc nhất và tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, người chiến sĩ cộng sản bản lĩnh, người cán bộ chỉ huy gương mẫu, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, tài ba của quân đội và đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 7 giờ 30 phút sau lễ truy điệu, các đại biểu và gia quyến
đã đưa linh cữu Thượng tướng Nguyễn Thành Cung rời nhà tang lễ quốc gia phía Nam, đi qua những chặng đường gắn liền với cuộc đời binh nghiệp của đồng chí, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.